ngày 22 tháng 5 năm 2019, tại Đức Dương, Tứ Xuyên, Trung Quốc, trên đường đi giao thức ăn, chàng trai shipper từ Hâm đã ra tay tương hỗ một cô gái chết giả xỉu giữa đường. Với kiến thức và kỹ năng sơ cứu chúng ta được trước đó, từ Hâm đã kịp thời tương hỗ cô gái đó. Thanh niên phục vụ đang nỗ lực sơ cứu cho cô gái rủi ro chết giả xỉu giữa đường. Từ Hâm chia sẻ, ban đầu, tôi vẫn còn đó hơi căng thẳng, nhưng tôi cố trấn an bạn dạng thân nhiều lần, cứu người là quan trọng, không được rối nữa. Khoảng một phút sau, cô gái từ từ mở mắt nhưng hơi thở vẫn yếu ớt. Ngay tiếp đến, những nhân viên y tế đã xuất hiện tại hiện trường, chúng ta đã cùng Từ Hâm đỡ người bị nạn lên xe cấp cứu. Từ Hâm dùng áo của chính mình che chắn cho cô gái trong khi chờ đón nhân viên y tế đến. Nhiều ngày sau, hành vi đẹp của chàng người trẻ tuổi 19 tuổi được di răng rộng thoải mái trên mạng xã hội đi kèm theo thông tin chiếc xe hành nghề phục vụ của anh đã biết thành trò mất sau sự việc. Dù khoảng thời hạn sơ cứu cho cô gái kia chỉ 7-8 phút cũng đã khiến cho Từ Hâm trễ một anh đi đơn hàng. Xe cấp cứu rời đi, Từ Hâm đã vội vã chạy đến điểm phục vụ nơi xảy ra tai nạn không xa. Tuy nhiên khi quay lại vị trí cũ, chiếc xe đang không cánh mà bay. Được biết, Từ Hâm bắt đầu công việc phục vụ từ thời điểm cuối tháng 3 năm nay, chiếc xe, mũ bảo hiểm anh thuần hàng đều do anh tự mua, tổng cộng hơn 4.000 hơn 13 triệu Việt Nam đồng. Ngay tiếp đến, Từ Hâm đã gọi điện thoại thông minh đến ba vị khách kia, xin lỗi vì đúng đỉnh anh sẽ sở hữu người giao thức ăn bù lại cho khách. Từ Hâm cũng tìm xem lại camera giám sát tại nơi xảy ra vụ việc, một kẻ lạ mặt đã dắt chiếc xe của anh đi. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh, Từ Hâm đã đính chính thông tin, anh không mất xe khi giúp người, chiếc xe bị trộm lấy mất khi đang phục vụ ngay tiếp đến. Kẻ trộm chiếc xe hành nghề của Từ Hâm. Vì không tìm lại được chiếc xe của chính mình, Từ Hâm cũng đã tạm nghỉ công việc phục vụ. Ngày 25 tháng 5, công ty thực phẩm nơi Từ Hâm đang theo làm ra quyết định trao tặng anh 1.000 hơn 3 triệu Việt Nam đồng vì nghĩa cử cao đẹp của anh. Từ Hâm sinh vào năm 2000, khi mất xe anh không thông tin cho mái ấm gia đình biết vì sợ chúng ta lo lắng, chuyện này thật sự không tồn tại gì đâu, ra ngoài thao tác nếu hoàn toàn có thể giúp được ai thì cứ giúp thôi.